Vâng, Xuân Hợp xin chào mừng tới toàn thể các bạn đã và đang theo dõi video trên kênh xe máy Xuân Hợp của mình nhé. Video ngắn hôm nay mình xin truyền tải đến các bạn một vài lưu ý nữa với những anh em và các bạn nào ta đang sử dụng cái dòng xe tay ga, để cho các bạn cũng biết và hiểu thêm về những các cái dòng xe tay ga cần bảo trì, bảo dưỡng những gì và cái dầu máy, dầu lắp hay dầu hộp số nó vô cùng quan trọng là thế nào. Thì đây là những loại dầu hộp số hay còn gọi là những loại dầu lắp rất chi là quen thuộc với những anh em và các bạn mà đang sử dụng cái dòng xe tay ga. Thì với tất cả những các cái dòng xe tay ga thì nó sẽ có thêm một cái loại dầu hộp số như này hay còn gọi là những loại dầu lắp. Thì anh em mà đang sử dụng dòng xe tay ga quen thuộc rồi, biết rồi thì xem video ủng hộ cho mình. Còn với những các bạn mà mới sử dụng tất cả những cái dòng xe tay ga thì sẽ lưu ý giúp cho mình. Cái dầu hộp số hay còn gọi là dầu lắp thì nó vô cùng là quan trọng đối với xe tay ga của anh em và các bạn ta sử dụng thường ngày. Có thể là nhiều bạn đang phân vân chưa biết là bao nhiêu cây số thì ta sẽ cần thay một loại dầu hộp số này cho xe tay ga của anh em và các bạn. Thì với tất cả những cái dòng xe tay ga của các bạn đang sử dụng thông thường thì dầu máy anh em và các bạn sẽ dao động từ 1.000 cho đến 1.500 cây, anh em và các bạn sẽ cần thay một loại dầu máy. Còn với những loại dầu hộp số hay là những loại dầu lắp này thì anh em và các bạn sử dụng xe từ 3.000 cây số lên đến 5.000 cây số thì anh em và các bạn ta cần phải thay cho xe của mình một loại dầu lắp như thế này. Hay nói cho anh em và các bạn dễ hiểu là khi anh em và các bạn ta thay 3 loại dầu máy thì anh em và các bạn ta cần phải thay một loại dầu lắp này cho xe tay ga của anh em và các bạn, để cho xe của anh em và các bạn nó hoạt động được bền bỉ hơn theo với cái thời gian nhé. Như vậy là cái video ngắn vừa rồi mình cũng có một vài lưu ý nữa truyền tải đến cho anh em và các bạn về tác dụng của những các loại dầu lắp này khi sử dụng cho những các dòng xe tay ga của các bạn, và khi anh em và các bạn sử dụng bao nhiêu nghìn cây số thì cần phải thay cho xe của các bạn một loại dầu lắp. Thì trên kênh xe máy Xuân Hợp của mình cũng đã có những các cái video hướng dẫn chi tiết về những các cách thay dầu lắp hay còn gọi là dầu hộp số cho xe tay ga. Mình cũng đã để link dưới phần của mô tả video, thì anh em và các bạn nào cần tham khảo về cách thay dầu lắp cho dòng xe tay ga thì truy cập vào phần mô tả của video, mình đã để link dưới phần mô tả để cho cùng anh em và các bạn ta áp dụng cách thay dầu lắp cho xe tay ga tại nhà nhé. Thì anh em và các bạn xem video của mình nếu như mà thấy hay và hữu ích cho anh em và những người bạn thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để ta theo dõi những video mới trên kênh. Xuân Hợp cũng xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống nhé. Xin chào hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.